Diệu Hiền mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Làm Đẹp Cùng Nhau. Hôm nay Diệu Hiền sẽ chia sẻ cho các bạn cách để điều trị mụn tại nhà một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất mà không để lại sẹo. Thỉnh thoảng thì do Hiền thức khuya và ăn đồ cay nóng thì trên mặt Hiền vẫn xuất hiện một hai cái đốt mụn trên mặt. Và Hiền đã áp dụng cách này thành công để điều trị triệt để mụn và không cho những cái mụn đó nó lây lan sang những vùng lân cận. Hôm nay Hiền muốn chia sẻ lại cho các bạn cái cách mà Hiền đã áp dụng. Thì cách mà Hiền áp dụng để điều trị mụn hiệu quả đó chính là miếng dán mụn hoàn toàn. Các bạn nghe có vẻ lạ quá ha các bạn. Miếng dán này được xuất xứ từ đất nước Hàn Quốc và miếng dán này có nhiều ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là khi mà các bạn bị mụn, nếu như các bạn để những cái mụn đó nó hở, nó tiếp xúc trực tiếp với môi trường khói bụi ô nhiễm hoặc là do mồ hôi chúng ta đổ ra, những cái dầu thừa bám trên da, rồi chúng ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, chúng ta dùng những cái đầu ngón tay để cào những cái mụn đó ra thì vô tình làm cho những cái vết mụn đó nó nhiễm khuẩn và nó lây lan sang những vùng lân cận. Thì cái mụn ban đầu nó chỉ là một hai cái mụn nhỏ thì sau đó nó sẽ lan ra thật là nhiều cái mụn, làm cho gương mặt của chúng ta ngày càng tồi tệ hơn. Thì cái việc mà dán miếng dán này lên, thứ nhất là nó bảo vệ được cái da vùng mụn đó không có tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm thì nó sẽ mau lành vết thương hơn. Thứ hai là cái miếng dán này nó có chiết xuất các thành phần kháng viêm, kháng khuẩn thì những cái mụn sưng tấy nó sẽ nhanh xẹp và nó sẽ nhanh gom những cái còi mụn. Thì việc chúng ta lấy còi mụn ra một cách dễ dàng và không bị tổn thương da thì sẽ không để lại sẹo. Thứ hai là những cái mụn mà nó có mủ á, thì các bạn dán lên cái miếng dán này nó sẽ hút hết chất mủ, chất dịch ở trong cái mụn ra, làm cho cái mụn nó sẽ nhanh lành. Còn đối với những cái mụn mà nó có cái còi nhỏ, những cái mụn cám, mụn đầu đen, các bạn dán lên thì những cái miếng dán này nó sẽ giúp cho cái còi mụn đó nó sẽ trồi ra. Ưu điểm vượt trội thứ hai của miếng dán này nữa là che khuyết điểm cực kỳ tốt. Khi mà các bạn nổi mụn trên mặt thì việc mà các bạn tiếp xúc với người xung quanh thì các bạn cảm thấy rất là tự ti. Thì miếng dán này nó sẽ che khuyết điểm rất là tốt. Miếng dán này được thiết kế trong suốt hết các bạn và cái đường kính nó rất là nhỏ, cho nên khi các bạn dán lên cái mụn thì nó sẽ che khuyết điểm đi, nó che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Ngay cả khi các bạn selfie thì các bạn vẫn không phát hiện ra đó là miếng dán mụn. Thì việc mà các bạn dán lên rồi các bạn make up thì làn da của các bạn trông sẽ mịn màng tự nhiên. Bởi đây cũng chính là lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy làn da của những cô gái Hàn Quốc lúc nào cũng căng bóng là như thế. Họ có bí quyết hết, những cái mụn sẽ được loại bỏ bởi miếng dán này. Thì cách sử dụng là khi mà các bạn bị mụn thì các bạn hãy vệ sinh da thật sạch, sau đó các bạn dán miếng dán mụn này lên. Và miếng dán này sẽ được lưu trên da 12 tiếng. Miếng dán này có ưu điểm vượt trội nữa là nó sẽ chống nước, nó sẽ không có thấm nước. Và kể cả khi các bạn rửa mặt thì miếng dán này nó sẽ không có trôi. Hiền đã dùng thử, Hiền rửa mặt thì miếng dán nó không trôi. Chỉ khi nào mà các bạn nắm, các bạn lột ra thì miếng dán này nó mới ra thôi. Nó bám dính rất là tốt và nó chống thấm nước. Khi các bạn đi dưới trời mưa thì vẫn không có bị bong chóc cái miếng dán này ra. Và có một cái thiết kế rất là vượt trội nữa là mụn thì nó sẽ có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau. Thì đối với các mụn nhỏ các bạn có thể lựa miếng dán đường kính 10mm. Còn đối với cái mụn to thì các bạn có thể dùng miếng dán 12mm để dán lên da vùng mụn. Hiền hy vọng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho Hiền một like, share và nhấn nút subscribe để nhận thông báo khi có video mới nhất của Hiền. Bây giờ Hiền xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.